Thưa quý vị, chỉ còn 2 tuần nữa là bàn giao công trình cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý. Đến nay, các đơn vị thi công tổ chức hoàn thiện công trình để kịp khánh thành vào ngày 29 tháng 3 sắp đến. Phản ánh của phóng viên thời sự. Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng nay trên công trường cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý, các hạng mục công trình cơ bản đã hoàn thành. Các đơn vị thi công tập trung chỉnh trang, kiểm tra kết nối hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện hố trồng cây, vỉa hè và sơn kẽ vạch đường, thu dọn vệ sinh cho công trình sẵn sàng cho ngày khánh thành 29 tháng 3 sắp đến. Đến thời điểm hiện tại thì về cơ bản cả hạng mục chính công trình đã hoàn thành, chỉ còn một số hạng mục như là cây sân, điện chiếu sáng để kết nối vào các hạng mục chính của công trình ấy. Thì hòa đơn vị nhà thầu chính và nhà thầu điện thì về đang hoàn thiện các kết nối lại để đảm bảo công tác mỹ quan. Riêng phần cây xanh trên tuyến đường Duy Tân đến cầu Trần Thị Lý và vỉa hè đường 2 tháng 9 đã hoàn tất. Hai trục chính còn lại là đảo vòng xuyến dưới gần cầu vượt đã hoàn thành 70% kế hoạch. Đơn vị thi công đang phấn đấu bàn giao trước ngày 25 tháng 3 tới. Theo tiến độ công trình thì hiện tại đã hoàn thành khoảng 70%. Thì giờ cây xanh là có chia ra là hai loại, một loại là ở dưới chân cầu và đầu xuyến, một cây là ở giải phân cách. Cái ve thì trong cây hóa với cái bóng mát đã hoàn thành, giờ chỉ có trong cỏ. Còn cái thứ hai là ở dưới đầu xuyến và dưới chân cầu thì đã hoàn thiện mặt bằng trong cỏ. Thì anh thấy ở dưới đầu xuyến thì đã hoàn thành được gần 1/2, gần 50%. Thì theo tiến độ công trình thì khoảng 25 tháng 2 sẽ là hoàn thành công việc. Dự án cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý có tổng vốn đầu tư hơn 723 tỷ đồng. Theo kế hoạch sẽ đưa vào khánh thành trong dịp kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Đà Nẵng 29 tháng 3 năm 2022.